Được rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Rồi anh già đã comeback, anh em ơi. Ui, thật sự là xong ngày hôm nay là cũng ok rồi. Mình cũng nói với anh em câu chuyện là mấy hôm tới, năm nay này, hôm nay là đám cưới người yêu cũ này, hôm trước thì đã là ăn dỗ này, hôm trước nữa thì ăn sinh nhật này, hôm trước thì ăn gọi là đám cưới con mèo. Đấy, cho nên là mình cũng trốn mất mấy hôm, nên là anh em rất là mong anh em thông cảm. Nay là đầu tuần nên là chắc là mình cũng nghỉ nốt hôm nay, vì chắc là dư âm của rượu chắc uống hơi nhiều các bạn. Nên là ok, nay sẽ có một cái chủ đề cũng là quen thuộc thôi. Đấy, anh em sẽ đến với reaction. Đấy. Và đây, hôm qua mình thấy xem một cái này mình thấy ưng thế. Nhìn này, nhìn này. Rồi. Ui, cứ để xem lại lần nữa nhìn như hai sọt nước các bạn. Cảm ơn Quân CP nhá. Ủa, mình thấy là Quân CP phải còn là người cực kỳ là tinh tế, đã chọn ra được một cái gọi là một cái nhân vật, mình nhầm nhìn không nhầm thì đây là nhân vật của Liên Quân. Đấy, giống thật đấy mà. Em sao lại có một cái con mắt nó tạo hóa để tạo ra cái con mắt của em, nó là thực sự là hơn người bình thường em. Rồi, mẹ nhìn ngầu vãi cả đái các bạn. Mình không biết bạn này là bản quyền không, chứ chắc là bản quyền đấy. Rồi. Bây giờ hôm nay mình đây, từ từ. Mình có mấy cái đây với cả cái bạn này nữa, mình thấy là một nhân vật cực kỳ là nổi ở trong cái group mình, với cái khả năng bunny thực sự là kỹ năng rất cao. Rồi thì bạn này chắc là bản quyền anh em ạ. Đây, mình ban đầu mình nhìn qua thì cứ ngỡ đây là người anh em xa xứ nào đó ở bên Trung Quốc, nhưng mà không các bạn, nghe thì biệt đội bot với cả là M4A1 Vohan X thế này thì nó là toang rồi. Về Việt Nam rồi anh em ơi, nhảy được cái này ván trượt anh em, game nhái Free Fire thì là đúng nha anh em nhé, giờ không cãi nữa đâu. Ôi rồi bạn đi hay thật, phải nói là anh già này mình không biết, chắc là cũng nhỏ tuổi hơn mình đấy, nhưng mà chơi hay, bạn đi cực kỳ hay luôn. Bạn đi tiến, bạn đi lùi, bạn đi trái, bạn đi phải, bạn đi 360 độ làm được hết anh em ạ, ghê thật. Câu chuyện là bắn nhát, ok nhá, đây là một loại vũ khí mới này. Mình hiện giờ là cái nick vô về nhìn vẫn chưa có anh em ạ, mình chưa biết là làm sao để test được, nhưng mà hy vọng là một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ được ngồi test. Đâu nhỉ? Mình thấy là có một cái video ấy. À, cái này hôm qua rồi này. Cái này thì nhớ xem rồi đúng không? Mình thấy... À đây. Có cái này nữa anh em ơi. Cái này thì anh em phải chịu khó để ý mấy cái clip của mình review hay là đi du học bên Trung Quốc thì mình thấy là nó vãi đái. Cái này thì nó là hiệu ứng, đây này mình sẽ kể cho anh em nghe. Tức là nó sẽ có hiệu ứng của kiếm Legend, nó sẽ có hiệu ứng của một cái cỏ lục, lục vô cực, cái khoản lục mà nó có viên đá màu vàng ấy, viên đá trí tuệ ấy, mình nhớ không nhớ là vậy. Và cái gì nữa nhỉ, kiếm lục Legend, kiếm Legend này, lục đá vô cực này, một cái vòng nữa này mình nhớ là nó sẽ là một số cái mới nữa, nhưng mà nó sẽ cơ bản là đây là một cái mình không biết nó có phải lỗi không, cái gì lỗi cảm. Nó mình không biết có phải là cái gì à? Lỗi không, nhưng mà đây là một con zombie em ạ. Nhưng mà em để ý là chiến binh khi mà đi lại gần nó thì nó không có hiệu ứng gì cả, nó không bị gây sát thương ấy, có khả năng cao thì đây là một lỗi hình ảnh thôi. Bất cận chiến chúng này, ui nhìn nó kinh nhở. À có cả khẩu AK 7 màu, cái khẩu AK mà nhìn nó đổi màu nhá, AK đổi màu ấy, mình nhớ khẩu đấy đó. Các bạn là sẽ gồm tất cả những hiệu ứng này mà trong tổng hợp xong một người thì nó cực kỳ mạnh em ạ. Thực sự ở bên Trung Quốc này mình chỉ cần một thời gian thôi, chỉ cần một tuần mình không vào bên Truy Kích Trung Quốc mình xem với cả là cập nhật tình hình thôi là mình sẽ không hiểu cồn què gì cả, vì nó quá ảo. Còn đây nữa anh em ơi, đây cũng là một loại vũ khí mới ở bên Truy Kích Trung Quốc. Và có một cái mà mình thấy nó vô lý là tức là khẩu súng này ấy, nó lại có khả năng bắn không giật khi mà bắn PVP anh em ạ. Cái khả năng này nếu mà bắn zombie hoặc là bắn zombie không được rồi, kể cả bắn mình thấy là cái kỹ năng này nên chỉ có ở trong một là AI hay hai là RBG thôi, mà đây là nó bắn người anh em. Tức là cái tâm của nó anh em chỉ cứ đứng một chỗ anh em đi lại thôi là auto chết người, auto vào đầu. Cái này mà cái gì là Thanh Hải nó lại làm cho quả kèo 40 headshot có khi mình làm được thật đấy anh em ạ. Nhìn này, ui dồi ôi, cái tâm nó không giật, tại sao lại như thế được nhỉ? Cái này nó thành lỗi quá anh em ạ, và nó như kiểu một cái hack game mẹ luôn rồi, hack công khai luôn ấy. Đúng kiểu là bỏ tiền ra mua một cái hack gọi là một cái hack hợp lệ ấy. còn kinh khủng hơn cái lục Legend anh em ơi. Lục Legend thì anh em chỉ mạnh ở trong chế độ zombie, mà cái này á, chơi C4 này nọ mà cầm khẩu này vào thì auto là vỡ mồm. Thế thôi, vãi cái đái thật. Ui, khủng khiếp. Bunny ngang, đây đây đây. Chó đô la và vịt idol. Ô, vịt idol có phải là vịt chưa 18 nhá, vịt chưa 18. Ui, solo à? À đâu, đây có phải là một người đúng không? Là một người nhưng mà có hai góc cao. Đấy. Thế này thì mình hỏi cái con game này nó có phải là em trai này làm code không? Có phải là viết code truy kích không đấy? Rồi là thế này còn chơi được thì chịu rồi. Mình bunny tiến thì nó còn như cả con gà nó hóc ấy. Mà bây giờ con bunny ngang, con khủng khiếp anh em. Thực sự là anh em bây giờ cái kỹ năng kỹ năng nó kinh quá. Mình không thể là với tới đấy các bạn. Tầm mình bây giờ thì chỉ làm chúa hay là đường thôi. Đỉnh thật, thật sự là đỉnh. Cái gì đây? Ui, mấy bài này bài mặt quyền chết. Ui, nhớ thế. Tự nhiên lại nhớ mấy cái hôm mà đi du học em ạ. Bây giờ không có đích chơi nên là đâm ra nó ít content. Thật sự bây giờ mình rất là ít content để làm. Súng mới thì lúc nào không phải lúc nào mình cũng có, nên là chỉ được một ngày hai. Mà súng mới thì cũng chơi một hai hôm nó cũng chán. Bên Trung Quốc thì nó sẽ có, công nhận là nó sẽ có nhiều chế độ hơn anh em. Và cái chú quỷ 2 của nó cũng nhiều cái hấp dẫn hơn đấy, nó nhiều cái cập nhật hơn. Ở Việt Nam thì bản chú quỷ 2 nó vẫn lâu quá mà không cập nhật thêm. Cái thanh kiếm ấy, còn có thanh kiếm phân thân anh em. Ủa có cả lớp skin à? Như trung đỉnh vậy. Trời ơi, chắc là cái này clip của mình đấy. Sắp là tính cận chiến à? Nhìn đấy, anh em nhìn gì á? Ui, nó làm hiệu ứng nhìn mờ thế. Mới người mà không nhìn cái gì. Nhà bản quyền chết. Slow mo các thứ. Lục shotgun. Khẩu lục shotgun này bắn cực ngon luôn đấy. Đây anh em, khi mà nó mắc nộ cái là chỉ cần khi kích hoạt được cái E ấy, là anh em bắn không phải thế đạn luôn ấy. Mà cái sát thương tầm gần của nó cũng khỏe, cận chiến cũng khỏe luôn đấy. Xong rồi khi mà phi lại còn vừa tàng hình, còn vừa chạy nhanh hơn. Quả này đi săn thì bá lắm. Mình chơi rất nhiều lần nhưng mà công nhận là dòng súng khẩu lục này cảm giác thì nó vẫn cần là kỹ năng hơn. Cần mà nghe phải đi săn anh em, chứ không phải bấm một nút như loại vũ khí nào đó. Đỉnh nhỉ. Đấy, có một phát cận chiến đã chết luôn anh em. Điêu vãi lìn. Úi rồi, rác chưa? Ôi, pha lấy kiếm à? Cái pha lấy kiếm. Rồi, nhìn đâu nó pha cận chiến đấy rồi này. Úi rồi. Ui, có một phát là một khứa chết luôn các bạn. Kinh vậy cả đấy. Này mà còn nguyên cái huyết thanh nghẹo, tức là nó có khẩu súng nó là tạo ra một lớp giáp nữa cơ. Zombie cào qua một lớp giáp thì vẫn còn một cái huyết thanh nữa cơ. Mới đó trên hóa thân. Nếu mà theo anh Nam nói thì là cái gì đấy, và mình sẽ dùng cái combo của Deadly Gaming. Xin chào tất cả những người anh em, mình là Linh. Nếu mà theo anh Nam nói thì là cậu bé ngu ngơ, nhưng mà mình kiểu có mấy truyền Linh thì nghe nó còn lủi, nghe hài lắm. Cậu bé ngu ngơ, và hôm nay mình sẽ dùng cái nanh độc Demon để đi nhặt súng. Vâng, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cái series nhặt súng với dao vô tư. 10, 9, 8. Ui được giờ. Cắt ghép mà quả lấy mấy cái clip tổng hợp là cũng mất thời gian phết anh em. Mẹ mày. Được đấy, chỉ nhạc bản quyền thôi. Nhặt hòm anh ạ. Mình cảm giác là cái hòm ngày xưa vẫn vui hơn ngày hòm bây giờ ấy. Hòm ngày xưa mà nhặt được 6 nòng này nọ nhìn nó trôn trôn ấy. Bây giờ hòm nó nhiều súng kinh quá. Hay ra, được. Hay đấy. Bên chơi game đấy. Ui rồi. Ui, mấy bài này chắc không nghe được em ạ. Man, giá như cái YouTube nó lỏng ra một tí thì mình mới xem được em. Chứ mấy cái này nó xem bản quyền chết. Chết tôi. Human Green này. Trứng dán cần mỡ, bác cần ba. Là yêu không cần tới, cần cậu cơ. Bác cả bô. Sơi. Được nha, quả đấy hay đấy, quả đấy pha đấy xử lý là cũng đỉnh đấy. À, được nhờ. Quả clip này chất lượng nha mấy. Vậy nhà đất cho đảm bảo là nó hết rồi, nó biến mất rồi, nó biến mất rồi. À vẫn nhận được. Ơ. Ui dần cơ mình cái tờ máy mình lắc. Thế giờ nào? Ui giời ơi, không múa được, múa nó đi, sao không múa nữa? Được nhá, ừ được, nói chung là mình kiểm soát kiểu sáng tạo với cả là đầu tư khá là nhiều thời gian. Ui, được, bài này viết là mình sẽ ghi lên, bài viết là sẽ ghi lên. Hy vọng là nó sẽ không bị bản quyền thôi. Đấy, ok, cảm ơn anh em nhá. Đấy, thông báo với anh em một chút là tình hình là công việc mọi thứ mình sắp xếp xong xuôi rồi. Đấy, sắp tới đây anh ra sẽ quay trở lại livestream bình thường thôi và mong anh em ủng hộ kiếm game mới nhá. Chắc là kiếm game mới cho nên là truy kích giờ cũng hơi nặng nhá. Hẹn gặp lại.